Tôi là người máy xanh. Hôm nay tôi sẽ giúp các bạn phân biệt triệu chứng của sốt xuất huyết và sốt virus sốt phát ban. Sốt xuất huyết là bệnh do virus dengue lây truyền qua mũi, đặc biệt là mũi Aedes. Triệu chứng của sốt xuất huyết chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, 2 đến 3 ngày đầu, sốt cao liên tục trên 40 độ C, khó hạ sốt, đau đầu và đau nhức toàn thân. Giai đoạn 2, từ ngày 3 đến ngày 7, chảy máu bất thường do giảm tiểu cầu, chảy máu cam, chảy máu răng và chảy máu dưới da. Giai đoạn 3, từ ngày 7 trở đi, sức khỏe hồi phục, các triệu chứng dần biến mất. Vậy, triệu chứng của sốt phát ban và sốt virus thì sao? Sốt cao từng đợt có thể lên đến 39 đến 40 độ C, ho, sổ mũi, đau họng, đau nhức cơ, mệt mỏi, có thể nôn mửa và phát ban đỏ. Triệu chứng các bệnh giống nhau quá, sốt cao, nhức đầu, đau nhức cơ, phát ban, vậy làm sao để phân biệt được? Đừng lo, bác sĩ sẽ giúp người máy xanh phân biệt nha. Phát ban khi sốt sẽ biến mất nhanh chóng và sau khi thực hiện căng da, dùng ngón tay cái và ngón trỏ để căng da ở vùng có phát ban đỏ. Chấm đỏ biến mất khi căng da và xuất hiện lại ngay sau khi buông ra là sốt phát ban. Chấm đỏ vẫn xuất hiện khi căng da hoặc xuất hiện trở lại khoảng 2 giây là sốt xuất huyết. Phương pháp chính xác nhất để xác định bệnh sốt xuất huyết là thông qua xét nghiệm công thức máu. Nhận biết các triệu chứng của sốt xuất huyết để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.